Rồi. Quay lại đi. Quay. Rồi. Quay lại đi. Quay. Đây là cái kết cấu khung gầm của nó đây các bạn nhé. Phanh này. Bên này là phanh chân này. Phanh tay này bên này này. Đấy. Đây là khóa phanh này, khi các bạn đạp phanh ấy, thì đèn hậu nó sáng này. Đây là cái thanh để thanh rằng giảm sóc sau này. Đây cầu có vi sai đây các bạn nhé. Cầu có vi sai đây. Cầu này thì nó cũng giống cầu kia thôi, nhưng nó làm khác đi một chút. Đâm ra là anh em mình sau này thay thế thì nó vẫn có đồ thay thế riêng nhé. Thế là riêng không phải lo. Đấy, hệ thống giảm sóc đây này. Đây là bánh đúc. Bánh này là có đường kính 35 và thông số là 300-8. Lốp không xăm. Ngoài ra đấy thì anh em các bạn khách hàng thì cũng lưu ý là có thể sử dụng bánh không xăm và vành sắt thì nó rẻ hơn chút, nhưng cũng không đáng bao nhiêu. Đây là đèn hậu này, ba đợt sốc này. Đấy. Cái này có lùi lỡ đà lùi vào đâu ấy thì nó cũng không vỡ được cái đèn này. Tuy nhiên nó chỉ có cái ốc bắt ở đây thôi, cho nên anh em lùi mạnh quá thì nó cũng sẽ dễ bị gãy. Đấy. Nhưng mà nó sẽ phần cơ khí thì cũng đơn giản thôi, không sợ. Phần nhựa đây. Đấy. Và cầu có vi sai anh em nhé. Cầu có vi sai đấy các bạn. Đấy. Vi sai là để hoạt động độc lập hai bánh. Đây là phần khung gầm này. Cấu tạo phần khung gầm đây. Phần khung gầm là nó có một cái thanh đòn từ dưới lên lên. Một thanh đòn từ dưới lên lên. Và nó được giằng giữa hai thanh bởi một cái thanh này. Đấy. Nó là một cái dầm cứng luôn, giống như kiểu giảm sóc của xe máy vậy. Nhún là nhún đều hai bên, chứ không phải là nhún từng bên một. Đây là phần ắc quy này. Đai được bằng cái đai này rất là chắc chắn. À đây, đây là một cái video có thể nói là được review rất là chi tiết. Và chỉ có bên xe điện, motor điện bên chúng tôi mới làm chi tiết cho các bạn xem như vậy. Đấy. Đây là chức năng khóa chống trộm này. Thì các bạn bấm vào đây thì là nó sẽ đây, các bạn bấm vào cái nút này thì nó sẽ chống trộm này. Lúc đó là các bạn không muốn động vào thì là xe nó... đấy, xe nó mới khóa lại đây, ví dụ như này. Đấy, nó khóa rồi đấy. Không đi được.
nó chỉ đi một tí là nó khóa lại đấy, còn khi các bạn thoát chế độ thì các bạn bấm một cái nút mở khóa này đấy thì lại đẩy đi xe, đẩy đi đẩy lại bình thường. Rồi tiếp theo đến là cái chức năng này, chức năng tìm xe này, thì các bạn bấm vào đây. Và tiếp theo cái chức năng cuối cùng là chức năng khởi động xe mà không cần dùng chìa này, có nghĩa là mình đi cũng được mà không cần chìa, các bạn bấm vào đây 2 lần này. Đấy. Thì bây giờ nó đi được rồi, kéo ga đó. Đấy, các bạn kéo ga đây vẫn có chìa này. Rồi. Đấy, đây là chức năng mình đi mà không cần chìa. Đấy, đây chìa đây. Và mình tắt được này. Mình ấn vào nút mở khóa là nó sẽ tắt này. Rồi, vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn toàn bộ các cái tính năng sử dụng rồi. Đấy, các bạn xem kênh video của mình nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mọi thắc mắc về chi tiết sản phẩm xin vui lòng xem phần mô tả sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.